Chưa biết đỗ N3 hay không, nhưng có nên học lên N2 không? Đó, vậy thì sau khi thi xong rồi và mình sẽ ở trong trạng thái là một, tự tin đỗ, hai là hoang mang không biết là có đỗ hay không, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề này mọi người nhé. Trường hợp thứ nhất, mình thi xong và mình cảm thấy là mình rất là tự tin. Mình tự tin là mình làm bài tốt và mình tự tin rằng mình sẽ đỗ. Thì cái trường hợp này nó khá là dễ để đưa ra quyết định. Đó là chúng ta sẽ đặt mục tiêu học và thi lên N1 luôn. Thực ra cái đặt mục tiêu học và thi lên N1 mình có thể chia ra làm hai chặng. Thứ nhất là mình sẽ học trước, còn thi thì mình có thể không nhất thiết là phải thi luôn tháng 12, mà mình có thể đặt mục tiêu thi tháng 7 năm sau cũng được. Bởi vì là cái thời gian từ bây giờ đến tháng 12 nó sẽ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Đó, và vì là cái điểm thi N2 của mình á, nếu mình điểm thi N2 tầm khoảng 150-160 điểm ấy, thì trong 4 tháng này mình học N1 khả năng đỗ của mình rất là cao. Nhưng nếu điểm N2 của mình chỉ tầm khoảng tầm 95, 100 hay là 110 điểm thôi, tức là cái kiến thức N2 của mình còn đang khá là chơi vơi, đúng không ạ? Đó, thế nên là mình có thể đặt mục tiêu xa hơn, đặt mục tiêu xa hơn cho kỳ thi N1 vào tháng 7 năm sau. Dĩ nhiên tháng 12 mọi người cũng có thể thử sức đi thi, gọi là đi thi để biết cũng được. Đấy, biết đâu lại đỗ, đúng không? Đó, có thể là tự học, có thể là học qua video, tham khảo các tài liệu ở trên YouTube các thứ này, hoặc là có thể là đăng ký khóa học chẳng hạn. Trường hợp mà mọi người không biết là mình có đỗ hay không ấy, và mình sẽ phải xem là một là mình rất là không tự tin, tức là mình cảm giác như là thôi xong rồi, mình chả làm được bài gì cả. Đấy, thế thì mình sẽ cần phải làm gì ạ? Thứ nhất, phải ngay lập tức lên cho mình lộ trình để ôn lại N2 đã mọi người ạ. Ôn lại N2, và sẽ không phải chỉ N2 không đâu, mà sẽ cần phải ôn lại cả N3 nữa. Vì theo như là cái phần đánh giá về kỳ thi N2 vừa rồi và những năm trước của thế giới, thì tôi sẽ thấy là người ta không chỉ thi kiến thức N2 mà còn thi cả N3, thậm chí là còn có cả N4, N5. Nhưng mà học đến N2 rồi thì thường là kiến thức N4, N5 của mọi người đã ở mức khá là tốt rồi. Chỉ còn N3 là những cái kiến thức mà có thể sẽ còn những ngữ pháp, còn những cái từ vựng, còn những cái cách dùng nào đấy mà mọi người vẫn còn chưa thật sự là sâu, chưa nhớ hết. Nên là học lên N2 sẽ có những cái mà, tại vì học lên N2 người ta đâu có cho mọi người học lại N3 đâu, đúng không ạ? Thế nên là có thể những cái đấy là những cái mà mọi người đang bị hỏng. Mình nên tìm lại, lấp hết những cái lỗ hổng đó. Và chưa chắc kiến thức mà học luôn lên level tiếp theo thì mọi người sẽ gặp khó khăn và dễ bị nản. Thế nên là mọi người có hai lựa chọn. Một là mọi người sẽ dành thời gian để ôn trước khi học lên level tiếp theo. Hai, mọi người có thể, nếu mà nhiều thời gian nhé, tức là một ngày mọi người chỉ làm 8 tiếng, ở buổi tối về mọi người rảnh ấy, rảnh hết buổi tối luôn ấy, thì mọi người có thể sắp xếp là vừa ôn lại level N3, N2 này, và vừa học lên N1 hoặc N2 luôn. Đó, nhưng mà trong điều kiện là mọi người phải có nhiều thời gian, sắp xếp được nhiều thời gian nhá, ôn tập và học song song. Mình không đặt cái kỳ vọng quá nhiều về việc là bây giờ mình tháng 12 mình sẽ phải đỗ N1, đỗ N2, mà chỉ là cái cách học đấy sẽ giúp mọi người dễ, gọi là đỡ bị nản hơn. Đỡ bị nản hơn. Chia sẻ với mọi người một cái thông tin nữa, một sự kiện mới của Dũng Ngô Đi sắp tới. Đó là Dũng Ngô Đi sắp khai trương một trụ sở mới ở Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông. Dự kiến sẽ là vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7, 2024. Thời gian này, Dũng Ngô Đi sẽ tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động cùng với rất là nhiều những phần thưởng khác nhau. Thế nên là nếu mà các bạn có thể sắp xếp được thời gian thì hãy ghé qua chương trình khai trương trụ sở mới của Dũng Ngô Đi để chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện và có những cái trò chơi nhé mọi người nhé.